Xin chào mọi người. Hôm nay tiếp tục trở lại với món canh mộng tơi nấu mớp ha. Đây là món ăn rất là dễ ăn, nguyên liệu cũng dễ tìm ha. Tất cả là nhà trồng, có mớp là phải mua thôi. Rồi mời cả nhà cùng theo dõi cái quy trình nấu canh của mình nha. Thì mình cũng bật nồi nước lên cho nó lên tim là bắt đầu nấu. Dạ, xin giới thiệu lại với mọi nhà, mọi người trong thời gian chờ nước sôi thì giới thiệu lại ha. Nguyên liệu bao gồm có rau mồng tơi. Rau mồng tơi này là nhà trồng có hai loại luôn, rau mồng tơi đỏ và mồng tơi xanh bình thường. Mớp thì mình sắc gốc như vậy ha, thái ra gốc như vậy. Rồi tôm hôm nay không giả ha, tôm này đã nguyên con đó. Nấu gần cho nó khác hàng ngày. Một cái giá ha, để chút xíu hớt bọt. Nguyên liệu rất là tươi, rau mồng tơi thì mới hái. Sôi. Nấu nước thì chúng ta mở lửa lớn nha cho nó nhanh. Ta cùng theo dõi thứ ra một cái nồi nước thì trung bình là bao lâu, mặt thời gian bao lâu thì nó sẽ sôi nha. Được, nó bắt đầu lên tim rồi đó. Nước đã lên tim, chuẩn bị sôi. Ta sẽ cho tép vào. Tép là tép bạc, là tôm bạc thẻ. Tôm biển tự nhiên. Dùng lên cho thấy con tôm thấy nó cũng tôm này nấu canh hoặc là gam mặn ăn cũng ngon, đặc biệt là con bò. Nó bọt. Không sao đâu. Cho mớp vô trước. Mớp này có cua ha, chúng mình làm lẩu cua.
cua đồng mình nhúng. Nó trồng lại là được. Trời bận bận luôn. Nhìn rất hấp dẫn mọi người. Món này đơn giản, dễ ăn. Nào, ăn mà nuốt không trôi ha. Múc một miếng lên, chan vô, hút gọt gọt. Xong. Mấy bạn nam là thích ăn mấy món này mà. Tại vì ăn nó nhanh. Sôi quá lâu, giữ cái màu xanh của mồng tơi với mớp nó hấp dẫn. Bây giờ sẽ lấy tô múc ra. Rồi bây giờ nấu xong rồi mình sẽ múc ra nha mọi người. Cho nó cay cuột. Nó cay toàn khỏi nó không ăn. Nó cay mà một cổ cuối không ăn được. Quên. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nồi canh đơn giản, canh mớp. Yes. Nấu với mồng tơi, tép.
Không tơi mẹ ơi. Cho phải dễ ăn. Còn muối á, cái này phải gấp với muối cơ. Xin chào mọi người. Phải gấp đồ với muối á. Lại trong video sau.